cũng ngon lành cành đào nữa. Ủa? Trời ơi, cái ghế này nó êm hơn cái ghế gỗ nhà mình nữa. Trời ơi. Trời ơi, gái lứa gì mà ngồi ghê vậy? Cái ghế gì bình thường mà. Nè, ông bà ngủ ngon không? Ngon. Đó, thấy chưa? Tôi nói mà không tin tôi. 1212 là đi khách sạn kêu tốn tiền chơi. Rồi mắc công á, về bêu réo tôi á là lên thành phố. Ăn đẹp trai này lo không có chu toàn. Tôi sẽ không bêu réo ông chuyện đó, nhưng mà bêu réo chuyện khác. Chuyện gì? Bớt nói là mình có nhiều mối quan hệ đi. Cuối cùng ở đâu? Ở nhà chị cá rô. Mà trời ơi, còn phải năn nỉ lại lục chỉ cho ở nữa. Năn nỉ hồi nào? Tôi thấy mà đừng có xạo. Thà ở nhà bạn tôi á thì tôi lại lục được. Còn cái này nhà chị cá rô tôi mà, tôi lại lục chi? Mà quan trọng là thoải mái đúng không? Thoải mái hơn nhà anh cá lóc đúng không? Đúng là thoải mái thiệt. Đó thấy chưa, tôi mà. Bớt nổ đi. Lúc nào cũng anh đây nè. Cứ tin tưởng vào anh. Anh có nhiều mối quan hệ bạn giàu có lắm. Chỉ cần em lên thành phố, anh sẽ lo cho em hết từ A tới Z. Bớt nổ lại giùm. Thì hồi trước á, anh đâu có như vậy. Mà kể từ ngày á, gặp em với ba em thường xuyên á, anh bị lại bình nổ hay sao? Dám nói xấu ba tôi nữa chứ. Còn xưng anh với em. Thì sao? Giờ sao? Muốn gì? Dám thi gan với tôi không? Thì là bây giờ đứa là chấp bắn chứ đứa đó thua. Chơi không? Chơi. Sao? Ủa hai đứa mới nhau hả? Không có chuyện đó đâu chú Bảy. Ơi nè, mình không có mến nhau á, mình đừng có mạnh tay vậy chứ. Tại mấy người yếu quá thôi. Trời, là không biết xin lỗi thôi. Ngang tàn hả? Thôi được rồi. Nè. Rồi, xin lỗi được chưa? Anh tha lỗi á. Ủa, đàn ông con trai gì kỳ vậy? Kỳ gì? Phản ứng thôi đâu kỳ. Hai đứa có mến nhau thì tốt thôi chứ có gì đâu. Bà đừng có nói vậy. Rõ với cả trường. Nên em có cửa. Chắc mấy người có cửa với tôi. Nè, đây là quà ha. Chú gửi cho bà Tám với lại cho ba con. Xách về giùm chú nghe. Dạ, con cảm ơn chú Bảy. Chú Bảy với chị Caro cho con ở nhờ. Mà còn cho quà về quê nữa. Có gì đâu mà cảm ơn. Ở có mấy buổi. Nhưng mà chú Bảy ơi, con buồn quá. Chưa ở được mấy ngày mà con về quê rồi. Trời, gì hả? Buồn lắm hả? Lên bữa giờ rồi, không chịu về đi. Chứ đây làm gì hoài vậy trời? Không về đi để chú Tư mừng cá mình hả? Nhà tôi có người làm, khỏi lo. Thôi, bây giờ con đi về đi cho kịp. Đi cẩn thận nha. Nè, bữa sau có lên á, nói ngàn ra đón nghe. Bà. Dạ. Con đâu rảnh đâu mà hả? Đi đưa rước hoài vậy. Con có việc của con đó chứ bộ. Thôi, bây giờ con đi làm rồi, con đi đây. Đi đâu á? Lấy xe. Lấy xe làm gì? Ra bến xe. Vậy được á. Lẹ đi, để xe ở đó. Thưa chú Bảy, con về. Đi cho kịp. Dạ. Xa thoát khỏi tôi. Thích nhau mà đặt giả bộ.